The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy xin kính chào quý vị và xin tái ngộ với khán thính giả trong chương trình The Jimmy Show. Hôm nay Jimmy rất hạnh phúc được mời một trong những tiếng hát tươi mát mà quý vị đã yêu mến từ những năm 80 và 90, tiêu biểu cho dòng nhạc New Wave, dòng nhạc trẻ tại hải ngoại. Xin vị cùng với Jimmy chào đón nữ ca sĩ Thúy Vi. Xin chào chị. Thúy Vi xin chào Jimmy và xin thân chào tất cả quý khán giả của chương trình Jimmy Show. Dạ, chị có biết là khán giả yêu cầu em mời chị lên chương trình em là lâu lắm rồi mà cũng nhiều người yêu cầu lắm đó. Hôm nay chị mới nhận lời em. Dạ, chị chốn em. Chị ơi, hôm nay hai chị em mình sẽ quay ngược về thời gian để nhắc về đoạn đường hoạt động văn nghệ của chị. Em được biết hình như chị là nữ sinh của trường Nguyễn Bá Tầm thì phải, chứ 75. À không, chị là hồi đó chị đi học trường đạo. À, trường đạo. Mà nhà chị ở Thị Nghè, cho nên chị đi học trường Phước An. Trường Phước An ngay Thị Nghè, trường đạo. Master với cha không? Oh wow. Nhưng mà cousin của chị họ của chị thì đi học trường Nguyễn Bá Tầm. Nguyễn Bá Tầm. Dạ. Yeah. À, cái lúc mà chị còn ở Việt Nam trước 75, chị có sinh hoạt văn nghệ hát gì không chị? Trong trường hồi đó là còn nhỏ là suốt ngày là lo, tại vì chị là trưởng ban báo chí và văn nghệ, cho nên suốt ngày cứ lo ca hát múa rồi đi làm biết báo trong trường không à. Dễ thương quá. Rồi năm 75 là chị di tản qua bên hải ngoại hay sao? Năm 75 là chị bắt đầu đi cuối tháng 4. Thì chị tới cùng với gia đình ở cái trại nó gọi là Indian Town Gap. Cho nên khi mình ở trại đó thì mình được người ta bảo trợ ra cũng ở gần mấy cái khu vực đó. Thành ra lần đầu tiên chị đến là chị ở Lancaster, Pennsylvania. Pennsylvania, đó cái thời gian mà khi mà di tản qua này. Cái lúc mà như lúc nãy chị có chia sẻ là chị ở trường, chị cũng viết báo, trưởng ban báo chí đó. Thì dòng nhạc nào là chị lúc đó chị yêu thích, lúc mà chị còn ngồi trên ghế nhà trường? Lúc đó còn nhỏ quá cho nên là chị hay nghe radio ở Việt Nam, chị cứ nghe có bài hát nào thì là nghe là thích. Cho nên chị còn nhớ hồi đó thì chị thích anh Thái Châu hát bài Mẹ Việt Nam Mắt Người Sáng Quắc. Bài đó là Hoa Cài Mái Tóc. Hoa Cài Mái Tóc. Rồi những cái bài mà chị có đi du ca nữa. Cho nên chị thích mấy cái bài du ca. Rồi bài của Trịnh Công Sơn như là Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Còn bé tí à mà cũng đã thích mấy cái bài đó rồi. Vậy chị có gia nhập ban du ca không hay là chị? Có. Vậy là chị cũng chung một cái group với nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thì phải? Chắc chị không, lúc đó còn nhỏ lắm. Chị cứ đi theo một người chị họ, đi theo her. Cho nên là chị không có cái may mắn mà gặp anh Nguyễn Đức Quang. Chị biết là nhạc của anh thì hát nhạc của anh không thôi. Đó là cái thuở mà thiếu nhi của chị khi còn ở trong nước. Như lúc nãy chị cũng chia sẻ là khi mà di tản qua bên này thì ở Pennsylvania. Chị ở đó bao lâu thưa chị? Chị ở chắc cũng lâu, khá lâu. 7-8 năm. Cho tới khi mà dì của chị đó mới dọn qua Houston. Rồi mới mở quán cà phê bên đó mà có ca nhạc. Thì chị mới qua thăm dì chị. Nhưng mà khi mà ở Pennsylvania thì chị cũng chơi với mấy ban nhạc local ở đó. Nó cũng ca hát rồi cũng tổ chức
nhảy đầm này cái nọ với bài hát với ban nhạc. Rồi nhưng mà khi mà qua tới Houston đó, qua chơi với dì chị đó, thì là chị mới lên hát, dì chị mới kêu lên hát, rồi dì chị mới mới quảng cáo luôn là ca sĩ Thúy Vy có hát ở ở cái chỗ cà phê đó nhờ dì chị. Mà hình như nghe nói Thúy Vy đâu phải là tên thật chị đâu phải không? Tên tên thật thì là Thúy, rồi dì chị mới quảng cáo trên cái flyer đó là có Thúy Vy hát ở cái quán cà phê La Mua đó. Mà chị nghĩ có thể nhờ chị hát ở đó, cho nên là mấy anh chị em nghệ sĩ ở Houston mới tới chơi. Thì có một cái ban nhạc á tới chơi, mà ban nhạc đó đang chơi cho Kim Anh, chơi ban nhạc đó là ban nhạc professional, chơi ở vũ trường Maxim ở bên Houston á. Thì lúc đó Kim Anh vừa mới làm xong cũng Bao Mùa Thu Lá Bay, thì chị thành ra rất là bán chạy, là hot hot. Cho nên là Kim Anh mới đi Cali, bỏ ban nhạc đó, thành ra ban nhạc họ lại cần ca sĩ. Cho nên họ mới kêu chị hát cho thay thay cho Kim Anh đó. Lúc đó là sau khi mà chị sau đó thì chị mới dọn qua Houston đó. Tại vì chị cũng mê nhạc, mê ca hát, cho nên là dọn qua Houston hát cho ban nhạc đó. Thì đó là lần chị nghĩ đó là lúc mà chị bắt đầu chính thức hát hát, tại vì đó là mỗi thứ bảy hát thì được trả tiền đó. Thì kể như là mình được chính thức. Chị nhớ tên ban nhạc là ban nhạc gì không? The Beat. Ban nhạc The Beat. Kỷ niệm quá. À, lúc nãy chị có tiết lộ là lần đầu tiên Jimmy được biết tên thật của chị Thúy Vy là chị Thúy, Vũ Thị Thúy. Bởi vì em cũng có nghe chị nói là chị gặp bạn bè hay là người thân cứ xưng là Thúy không à. Thì em có cái thắc mắc này, cũng có một cái thắc mắc chung với chị Bảo Châu là ca sĩ như là Tuấn Ngọc thì ư gọi là Tuấn, Tuấn. Don Hồ hay là Don, Diễm Liên gọi là Diễm, Diễm. Đây là Thúy Vy thì cứ gọi là Thúy. Thưa chị, ban nhạc mà lúc nãy chị nói cộng tác ở bên Houston, thì chị ở bên đó cộng tác được bao lâu rồi chị mới dọn qua Cali này? Chị cộng tác được 2 năm. 2 năm xong rồi cái một cái anh trong ban nhạc á, anh mới dọn về San Jose. Thì anh nói là anh có một cái bà chủ cái club ở San Francisco á, muốn ảnh form ban nhạc để chơi cho cái club bên bên San Francisco. Thì anh mới kêu chị với lại một người một anh trong trong cái ban nhạc ở bên đó đó đi dọn về San Jose. Thì tụi chị dọn về San Jose chơi ở cái club đó, chị nghĩ chắc cũng được khoảng hơn nửa năm. Rồi sau đó thì anh Lê Huy Phượng Hoàng thì mới mới kêu tụi chị gia nhập ban nhạc Phượng Hoàng để chơi mỗi cuối tuần ở San Jose. San Jose. Vũ trường San Jose. Wow, em nghĩ mà cái ban nhạc đó đó là anh đánh bass là Lê Đức Cường của người Đại Bình Dương. Kỷ niệm quá. Nó dẫn dắt, nó đưa đẩy như vậy đó. Hay quá chị ha. Mà chị lúc nãy có nhắc là ban nhạc mà chị cộng tác từ Houston rồi qua San Jose, vì lúc đó chị cũng còn đang đi học phải không? Phải hay là phải ngưng lại hết việc học để đi hát? Không. Chị ra trường high school trung học rồi rồi cái lên đại học được mới học không tới một năm thì chị thi đậu vô bưu điện cho nên mà lúc bưu điện nó thì họ trả lương cao lắm mà cũng có nhiều benefit, cho nên chị bỏ học, chị đi làm bưu điện ở Pennsylvania. Rồi sau này lúc qua Houston thì chị mê hát quá, chị cũng nghỉ luôn. Bố định luôn. Rồi bắt đầu đi hát, hát không thôi. Rồi mới đưa đẩy qua San Jose, rồi mới cộng tác với ban nhạc của anh Lê Huy. Cái thời gian mà chị ở trên San Jose, chị có thâu âm hay là có thâu băng không? Đó thì anh Lê Đức Cường mới làm cũng cũng băng đầu tiên của anh, lấy tên là người Dạ Vũ, băng nhạc Dạ Vũ, người Đại Bình Dương. Thì lần đầu tiên chị thâu cho anh Cường, kêu chị thâu cho anh bài Mây Lang Thang. Đó thì nhờ hát trong cái cung băng đó thì là miền Nam California mới biết. Biết rồi mới gọi chị thâu băng thêm, thành ra lúc đó chị lại về lại
về lại Orange County, quận Cam. Yeah. Và chị nghĩ là cuối cùng rồi đó thì là tất cả ai cũng phải đi về đây hết, tại vì quận Cam là cái nôi của văn nghệ hải ngoại. Đất lành thì chim đậu. Chị có chia sẻ lúc trên xe em chở chị là chị có nói là cái cuốn băng mà Dạ Vũ của Người Đẹp Bình Dương đó, đâu phải Người Đẹp Bình Dương phát hành đâu phải không? Anh ấy thường bán cho bán master cho Thanh Lan, trung tâm Thanh Lan. Đó, tại vì anh mới làm lần đầu tiên cho nên về sau này thì anh mới bắt đầu anh mở trung tâm riêng của anh. Mà không ngờ cuốn băng Dạ Vũ mà do anh Lê Đức Cường thực hiện mà bán cho trung tâm Thanh Lan thì trung tâm Thanh Lan hốt bạc cái cuốn băng đó với những bài hát Dạ Vũ. Cảm ơn chị thật nhiều với những chia sẻ, và sau một vài phút thương mại thì hai chị em chúng tôi sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng giọng ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thúy Vi. Thưa chị, lúc nãy chị có chia sẻ là chị hát cho trung tâm Người Đẹp Bình Dương. Có phải đó là cuốn băng đầu tiên chị thâu âm ở hải ngoại đúng không? Chị hát bài đầu tiên là bài Mê Lang Thang là cho Người Đẹp Bình Dương, cho anh Cường. Mà lúc đó là anh lấy tên là Người Đẹp Bình, cũng cái tựa đề là Dạ Vũ Người Đẹp Bình Dương. Chứ lúc đó anh chưa có sáng lập trung tâm Người Đẹp Bình Dương. Vậy sau đó, tại vì sau đó là anh từ San Jose anh cũng phải về lại quận Cam như chị vậy. Rồi anh mới bắt đầu anh làm việc cho trung tâm làng văn. Đúng rồi. Thì lúc mà anh làm việc cho làng văn xong đó, sau đó rồi anh mới bắt đầu nghỉ rồi mới là thành lập trung tâm Người Đẹp Bình Dương. Vậy thì năm mấy là chị dọn xuống dưới Nam Cali này chị? 87. Ồ, 87 rồi. Chị về đây thì chị có cộng tác với khi vũ trường hay phòng trà nào của quận Cam này không? Chị về là rồi là chị mới hát mấy cái vũ trường mà thời đó đó là Tự Do, Reflection. Thì đó là lúc mà chị cũng quen với lại Tự Do thì là ban nhạc Dreamers chơi. Cho nên có thể vì vậy mà chị quen với anh Duy Quang. Thì anh mới giới thiệu chị cho trung tâm Dạ Lan để thâu băng. Rồi sau đó là tới trung tâm Giáng Ngọc. Bắt đầu chị thâu băng cho Giáng Ngọc làm băng, rồi Hải Âu, Asia nữa. Asia. Và thời đó chị hát là nhạc New Wave phải không chị? New Wave. Nhắc đến New Wave thì phải khoe đối với vị một cái hình này rất New Wave của Thúy Vi. Thúy Vi thấy đúng là phong cách của New Wave. Mà khán giả nào mà ở hải ngoại hay là ở trong nước chẳng hạn mà được xem những cuốn băng ở hải ngoại thì rất nhớ những cái hình ảnh tóc mà rối mà xù lên, rất là thời trang lúc đó. Khi mà chị cộng tác với các trung tâm như vậy thì cái cuốn băng nào là chị ra riêng một mình tiếng hát của chị đầu tiên? Mãi về sau này, tại vì lúc đầu chị hát cho cứ trung tâm nào gọi mình hát thì mình hát thôi. Rồi mãi về sau này chị mới làm trung tâm Thúy Vi, Thúy Vi Music, mà chị làm cũng được 3 cuốn CD thôi. À, là một mình tiếng hát chị. Bởi vì em hỏi đó là bởi vì em thấy có trung tâm Giáng Ngọc để là tiếng hát Thúy Vi. Trung tâm Giáng Ngọc làm cho chị. Cái này trung tâm Giáng Ngọc. Còn cái 3 cuốn CD kia là tự chị làm. Tự chị phát hành. Như lúc nãy em nói là chị là hát nhạc New Wave, nhạc trẻ thời đó. Nhưng mà sao em còn thấy phát hiện chị còn hát nhạc Bolero nữa, nhạc vàng, Đàn Áo Mùa Xuân. Đàn Áo Mùa Xuân. Thì lúc mà anh Lê Đức Cường mà làm việc cho làng văn đó thì anh mới kêu chị thâu bài đó. Chị có nhớ là chị có nói với anh là anh có chắc em hát được bài này không? Sao anh bảo hát được, em hát được trust me. Thì xong rồi chị tin anh á, chị hát thôi, anh chị sao mà hát vậy mà. Chị trong lòng chị nghĩ là chắc chị hát không được, tại vì không phải là sở trường của chị. Nhưng mà chắc là anh đúng, tại vì sau này chị thì rất nhiều người thích.
bài đó. Âu dài là tôi thấy Thuy Viên Âu dài mà hát Đàn Áo Mùa Xuân. Mà cũng lần đầu tiên là quay video đó em. Ồ, đó là cái bài đầu tiên quay video. Quay, bài đầu tiên quay video luôn. Dạ, yeah. Tại vì sau này thấy chị cũng hát New Way mà cũng quay video là sau cái bài hát đó nữa. Sau bài đó nữa. Dạ. Cái lúc mà chị cộng tác với trung tâm Dạ Lan thì chị cộng tác là hát thường trực cho Dạ Lan không thưa chị? Thì thật ra thì là nếu mà họ gọi mình thì mình cứ hát thôi. Cho nên ngày xưa cũng không có công tra hay gì hết, em biết không? Thì anh Thăng gọi, anh cứ gọi là hát, gọi là chị hát. Nhưng mà anh cứ gọi hoài, tại vì hồi lúc đó là New Wave cũng bắt đầu lên. Cho nên trung tâm nào cũng làm New Wave hết. Lúc đó thì ngoài chị thì những ca sĩ khác có đông đúc như bây giờ không chị? Hay là ca sĩ lúc đó? À, rất là ít. À, mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có bao nhiêu đó người thôi. Nhưng mà sinh hoạt cũng rất là nhộn nhịp. Ít người nhưng mà cũng rất nhộn nhịp mà vui lắm. Thời đó rất là vui. Khán giả quý, rất đúng là quý chị. Em nhớ có một lần chị kể trên video của Thúy Nga là lúc mà chị hát ở bên Đức, Tây Đức, có kỷ niệm nhiều lắm. Xin mời chị kể lại câu chuyện đó, khán giả trẻ như em muốn nghe. Cái chuyện vô tình mà cũng may mắn là lúc đó là chị đang đi hát bên Âu Châu. Rồi lúc đó là chị đang ở Tây Đức luôn. Thì mấy người bầu xô họ chở đi vòng vòng thì vô tình mới họ chở tới là chị gặp. Lúc đó là cái biến cố đang xảy ra, đó là người ta đang sắp sửa phá bức tường và thống nhất nước Đức, Đông Đức và Tây Đức. Thì chị cũng đứng nhìn thôi, lúc đó chưa có đập tường, chưa có chính thức. Thành ra người ta vẫn còn, nhưng mà người ta biết là không có sao hết, cho nên người ta nhảy tường để người ta qua Tây Đức, từ Đông Đức qua Tây Đức, gọi là vượt biên đó. vượt tường. Thì chị lại thấy có mấy người Việt Nam. Thì họ mới nói chuyện từ bên đó qua bên này, thì họ mới thảy đồ qua rồi chị mới người bên này mới đứng giữ đồ cho họ. Để họ leo tường qua đó, rồi sau đó thì cũng giúp đỡ cho họ, gặp nói chuyện rồi giúp đỡ cho họ rồi là xong đó. Thành ra chị nhớ hoài, mà bây giờ nghĩ lại cái thì mới thấy là cái đó là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, tại vì nó xảy ra ngay tại một cái biến cố mà toàn thế giới đều phải đó là cái lịch sử luôn ha. Rồi mà chị lại có mặt ngay trong cái lúc mà cái bức tường chưa bị đục lỗ nữa. Wow, rất là hay. Và sau đó là mới đập đó, thì chị cũng có lấy được mấy mảnh mang về tặng cho bố chị. Cái thời đó thì chị và các ca sĩ khác là đi lưu diễn rất nhiều phải không chị? Những nước nào là chị để lại trong lòng chị những kỷ niệm khi lưu diễn? Chị coi, chị thích nước Pháp nhất, tại vì tới đó là nước Pháp nó thơ mộng lắm, nó lãng mạn thơ mộng. Lần đầu tiên tới là chị thích nước Pháp nhất. Rồi chị đi hết Âu Châu rồi thì nhưng mà chị thích nước Pháp nhất. Thì chị cũng có đi Úc. Đi Úc thì cũng được, nhưng mà nó hơi xa lắm. Đi máy bay là chị sợ lắm, đi máy bay xa luôn. Xa lắm. Đi Pháp, Canada, đi Âu Châu thì kỷ niệm đúng là bởi vì đẹp. Cảnh quan rất đẹp. Thưa chị, trong cái thời gian mà chị hợp tác với các trung tâm ban nhạc ở hải ngoại thì em thấy chị còn hát những bài hát New Wave cho trung tâm Người Đẹp Bình Dương khi mà anh Lê Đức Cường lập ra trung tâm riêng đó. Thì chị hát cái bài You're My Heart, You're My Soul cũng rất là nổi tiếng. Có những kỷ niệm nào khi mà chị thâu những cái bài hát đó cho Người Đẹp Bình Dương? Kỷ niệm hả? Có là cái bài, có một cái bài do mới cho sâu là phải đi ra Phước Lộc Thọ. Ủa vậy hả chị? Là thâu video đó. Đi vòng vòng Phước Lộc Thọ đó. Được có Thái Tài, lúc đó Thái Tài làm người mẫu cho chị. Thì bài nhạc đó sau này coi lại thì thấy nhiều kỷ niệm cái thời. Rồi, ban nhạc hải ngoại đang cao điểm. Đang cao điểm. Mà nhắc đến Thúy Vi mà không nhắc đến trong cái cuốn mà Video Asia Tình Yêu và Tuổi Trẻ, cái cuốn này
thì một điều thiếu sót, chị Thúy Vy hát với chị Như Mai chỉ là giấc mơ qua. Cái idea từ đầu là của ai chị? Là của do Bạch Đông, Thi Vân hay là do? Nếu Thâu Băng thì chị nghĩ là của Bạch Đông hay là Thi Vân. Còn quay video là Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh quay cho hai chị. Em cũng có nghe nói, nghe nói là hình như Ira cũng dự định làm cho chị một cuốn băng riêng với tiếng hát của chị thôi thì phải. Sau khi mà cuốn băng của Ngọc Lan ra đó, thì là mấy trung tâm họ dự định là sẽ làm một ca sĩ đó, cho nên họ cũng có gửi chị qua bên chị đi với Lưu Huỳnh sang bên Pháp quay 6 bài đó. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng không có may mắn, đó là Lưu Huỳnh về Việt Nam làm phim. Thì anh ấy có nhiều cái dự án phim lớn lao riêng đó, cho nên về Việt Nam, cho nên là để 6 bài của chị nằm đó trong nhà kho. Và trong khi trung tâm thì cũng đang lo làm Đêm Sài Gòn, là nhiều người hát mà live trên sân khấu. Đó, cho nên họ lo, thành ra là 6 bài đó thì cứ phải nằm đó luôn. Rồi tới khi mà nhớ lại đó thì là nó cũng hơi cũ rồi, mà cũng không có Lưu Huỳnh ở đó để edit cho chị. Cho nên là phải xếp xếp vào kho. Ổn quá. Nếu như mà cái cuốn băng đó mà có phát hành thì em nghĩ hình ảnh sẽ đẹp lắm, là anh Lưu Huỳnh quay là quá đẹp rồi. Lưu Huỳnh là bây giờ về Việt Nam là anh làm phim nổi tiếng phải không? Dạ, đúng có rồi. Một cái phim gì mà được Áo Lụa Hà Đông. Áo Lụa Hà Đông. Dạ, khán giả rất là nhớ. Cảm ơn chị thật nhiều với những chia sẻ này, và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Thúy Vy cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng dùng ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thúy Vy. Em thấy chị cộng tác cũng thường trực bên Ira, Thâu Băng, Thâu Hình rồi. Thì bên cạnh đó thì em thấy chị cũng xuất hiện hai cuốn trong Thúy Nga. Lần đầu tiên, đó là thời trước, lúc đó là Thúy Nga cũng mới ra. Thành ra chị nhớ là lúc đó là chị cuốn 3, cuốn 4 hay cuốn gì đó. Em nhớ cuốn 11, 12 ạ. Chị... rồi sau này chắc sau này thì là thâu nhiều cho Asia. Đúng rồi. Lúc nãy chị có kể sơ sơ là muốn bật mí hả? Bật mí một chút, tại vì nhiều khán giả cũng hỏi sao có xuất hiện có hai cuốn vậy. Thì chị xuất hiện sau đó là chị cũng có thâu thêm cho Thúy Nga đó, nhưng mà rồi Lưu Huỳnh đó không biết sao mà lại đi nói với Thúy Nga là chị sẽ thâu một cuốn riêng cho Asia, cho nên là độc quyền cho Asia, chứ không có, thành ra là Thúy Nga không có gọi chị nữa. Và đó. Cái cuốn mà 6 bài nó cũng lại không phát hành, và cũng không có phát hành đó. Xui xẻo. Nhưng mà không sao, em còn thấy là chị hát bài Rio mà Lưu Huỳnh quay, chị có phát lên cuốn Ira 4 đó. Hay, đẹp. Lưu Huỳnh rất là có rất giỏi về nghệ thuật, mà có cái mắt nhìn rất là lạ. Bên cạnh chị Thâu Băng thì phải nói là nữ ca sĩ Thúy Vy, các trung tâm mời chị cũng lợi một phần nữa là lấy hình ảnh của chị làm bìa băng, phải không? Các nhiếp ảnh gia thời đó. Hồi xưa. Thì nhiều lắm. Cái cộng đồng văn nghệ của mình nó nhỏ lắm, rồi ai muốn lấy gì lấy.
Cho nên hình ảnh chị Thúy Vi, là em nhớ chị Thúy Vi, chị Nhật Hạ với chị Thanh Hằng là được, và chị Kim Ngân nữa, là có hình bìa tất cả hình lịch, hình báo tùm lum hết. Nhưng nhắc đến chị Kim Ngân thì em thấy là trung tâm Kim Ngân ngày xưa cũng có ra cho chị một cuốn băng thì phải. Chị cũng có làm việc với Kim Ngân nhiều. Kim Ngân ra cho chị, sản xuất cho chị một cuốn băng của chị, và chị cũng hát cho Kim Ngân. Sau này Kim Ngân cũng làm New Wave, nhạc trẻ. Thì chị hát cho Kim Ngân trong rất nhiều cuốn băng tiếp theo sau đó. Trung tâm Kim Ngân. Trung tâm Kim Ngân. Và cũng được biết là chị Kim Ngân cũng là bạn ngày xưa của chị. Thì làm việc chung đó, thành ra cũng thân với Kim Ngân. Nhưng mà sau này rồi là chị bận rộn quá, đi bắt đầu đi show nhiều đó, là bận rộn cho nên là cứ mỗi khi mà mình đi với ai đó, thí dụ mà chị đi show cả tháng với lại ban nhạc nào hay ca sĩ nào thì mình lại chơi với người đó, xong rồi mình đi chỗ khác thì mình lại chơi với người đó. Nhưng mà thì hồi đó chị cũng hay đi với lại cũng có đi Ngọc Lan với Duy Quang nhiều, nên chị thân với hai người đó nhiều. Hình như nam ca sĩ Duy Quang cũng là một trong những người đã cũng giúp chị trong buổi đầu. Giúp chị, anh giới thiệu chị cho Dạ Lan đó, trung tâm Dạ Lan và Giáng Ngọc, anh Lê Bá Chư. Trung tâm Giáng Ngọc mà lúc nãy em có cho khán giả coi cuốn băng đó. Và bên cạnh đó thì khi mà Ira thâu những cuốn băng video, thâu live đêm Sài Gòn, thì khán giả chú ý chị cái bài Chân Vương Khung Cửa Mùa Thu. Chị cũng không biết ai ai là người có cái idea mà cho chị mặc áo dài trắng hát bài đó. Nhưng mà cái idea đó là good idea. Rất là nhiều người thích. Từ đó cái bắt Thúy Vi hát nhà học trò luôn. Sau đó là hát thêm 2-3 bài học trò nữa. Chân Vương hôm nay mây vẫn giăng công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời, bóng người từng một từng hàng lề run run trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng, nắng vẫn vương nhẹ gõ chân. Giỏi hơn rồi sau chị sẽ phải ra một cuốn băng mà tình ca áo trắng đây là thứ gì. Chắc có thể là cái sắc vóc của chị hợp với chiếc áo dài giống nữ sinh ngày xưa, và đặc biệt hơn nữa là khi mà chị hát những cái bài này, người ta tìm lại những cái kỷ niệm của ngày trước 75 đó. Với lại thì bên cạnh về học trò thì chị còn hát búp bê búp bê không tình yêu. Cái đó là cũng do trung tâm họ ghép năm cô vô để hát cái bài đó. Nhắc đến Thúy Vi mà không nhắc đến nhóm Ngũ Lâm Công Chúa là một điều rất thiếu sót. Mà chị là người coi như là đầu đàn của Ngũ Lâm Công Chúa. Cái nhóm đó thành lập là nhờ anh Thăng của Hollywood Night. Anh muốn năm cô hát chung với nhau, thành ra lấy tên là Ngũ Lâm Công Chúa. Và sau đó thì bốn người không có Linda, thì bốn đứa chị mới quay với lại cho trung tâm Vân Sơn cái phim ngắn, cái kịch ngắn, phim ngắn gọi là Vân Sơn Đại Chiến Ma Nữ Đa Tình. Phải là cái cô Ma Nữ Đa Tình này không đó, chị? Ma Nữ Đa Tình này thì ai cũng muốn được xa vào lưới tình. Lúc nãy chị có nhắc là nhóm Ngũ Lâm Công Chúa, vậy thì cái gốc của Ngũ Lâm Công Chúa là gồm có ai, và Ma Nữ Đa Tình là gồm có những ai? Xin mời chị cho khán giả được biết. Năm người đó là thành lập từ Hollywood đó là Linda Trang Đài, Gia Gia Minh Thảo, Ngọc Anh, Giáng Ngọc với lại Thúy Vi. Rồi sau đó thì bốn đứa chị là Thúy Vi, Gia Gia với lại Ngọc Anh với lại Giáng Ngọc thì quay cho Vân Sơn. Thành ra
sau đó cái tên Ma Nữ Đa Tình nó có là từ đó. Cũng dễ thương, cũng lạ lạ. Lạ. Như chị Thúy Vi nè, chị Giang Ngọc thì bây giờ vẫn còn hát, vẫn còn làm MC, đi khắp nơi. Chị Gia Gia Minh Thảo bây giờ... Gia Gia thì không hát nữa. Gia Gia đi làm việc thường. Gia Gia làm cũng nhiều lắm, mà có business riêng. Nhưng mà hiện giờ thì Gia Gia làm về real estate. Mua bán nhà. Rồi chị Ngọc Anh thì sao chưa chị? Ngọc Anh thì bình thường thôi, hình như làm housewife thôi. Yeah. Không? Thấy lâu lâu cũng chị trở lại ha. Lâu lâu Ngọc Anh có hát, hay là Ngọc Anh cũng hay đóng kịch với lại bé Mập này kia nọ đó. Đúng rồi. Yeah. Trong các trung tâm mà chị hợp tác thì chị cảm thấy hợp tác với trung tâm nào là vui nhất? Vui nhất vui nhất thì là chắc là Hollywood Night, tại vì có nhóm bạn đó, Ma Nữ Đa Tình đó, thì rồi tụi chị đi show chung với nhau nữa, cho nên vui là tại vì ở bên ngoài cũng là bạn thân, cũng là bạn thân, chị thân với Ngọc Anh nhất. Đó, thành ra là rồi đi chung với nhau, đi giống như mình bạn thân rồi mình làm việc chung với nhau nữa. Một thời mà các chị tung hoành ở Hollywood Night mà khán giả em cũng rất là mê Ma Nữ Đa Tình ngày xưa. Hình như là cái thời gian đầu là năm chị là có Linda, Gia Minh Thảo, Thúy Vi, Ngọc Anh, Giáng Ngọc. Hình như sau đó cũng thay đổi nhiều lắm. Sau đó thay đổi nhiều. Tại vì Linda là ca sĩ độc lập đó, rồi rất là bận rộn. Linda rất là bận, cho nên là không có, sau đó không có thì giờ cho hợp tác nữa, thì là phải gọi người khác. Thế nhưng mà rồi cũng phải thay đổi, cái người thứ năm nó cứ thay đổi hoài. Khán giả như cũng muốn là cái bản gốc đầu tiên. Wow. Cảm ơn chị thật nhiều, và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Thúy Vi cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng những màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thúy Vi. Trong cái thời gian 95-96 em thấy có một cuốn phim mà chị có tham gia, hình như Đời Hùng Vương thứ 18 thì phải. Chị có tham gia với lại nhóm Cinema Pictures, Charlie Nguyễn là dẫn đầu. Nhóm. Đó là cuốn phim đầu tiên chị đóng phải không? Cái diễn xuất thì sao, ai hướng dẫn chị cái lúc mà chị đóng, hay là chị học từ ở đâu? Charlie là đạo diễn. Thì mà viết Charlie viết bản phim luôn. Mà đạo diễn và đóng phim luôn. Rất là có tài. Phim 35 ly em có coi, tại vì nhờ cái bài mà vài em hãy nói yêu anh á, anh Việt Dũng viết riêng cho cuốn phim đó. Và em hãy nói yêu anh. Chị hát với anh Dũng. Cuộc đời anh lang thang trong gió, trong sương miên man, chờ em nói tiếng yêu thương ngàn đời vẫn mong. Bàn tay níu kéo đêm đêm.
cái bài hát đó khi mà ra và lồng hình ảnh vào em thấy cũng rất thích, bởi vì ở Việt Nam thì không có được coi hết cái cuốn phim đó. Thì cái đó là cái phim mà chị đóng, theo chị là có cực khổ lắm không khi đóng cái phim Đời Hùng Vương thứ 18? Rất là cực khổ mà cũng, nhưng mà cũng rất là vui. Tại vì cả nhóm lúc đó là ai cũng rất là đam mê. Đam mê, ai cũng làm việc không công hết á. Ai quay rồi nguyên một nhóm cinema pictures á. Giống như là cái tờ flyer mà chị Thúy Vi còn giữ đây. Cũng 22 năm rồi thưa quý vị. Dạ, Đời Hồng Vương thứ 18. Rất là kỷ niệm. Dạ, em nghĩ cái phim là phim đầu tiên thôi, nhưng mà chị cũng đã diễn xuất trong cái bài Blue Sea của anh Hồ á. Là cũng diễn rồi. Thì cũng có, tại vì mình là ca sĩ đó, cho nên mình cũng mình cũng cũng dễ đóng phim hơn là những người bình thường khác. Bên cái bài Blue Sea mà chị làm người mẫu trong cái bài hát đó, thì còn có thấy chị còn hát với anh Trung Hành với một cô nữa, hình như là cô Vi gì đó, Vi Lan thì phải. Ra Liên ngoài khúc. Sa mạc Liên Khúc. Liên Khúc tình yêu tuổi trẻ. Rồi sau này chị cũng có cộng tác với Hải Âu. Thì cũng đóng với Trung Hành với lại Kenny. Cũng dễ thương. Cũng nhiều diễn xuất. Chị đi hát như vậy thì có nhạc sĩ nào viết nhạc cho chị không? Chị có một người mà chị gọi người đó là thiên thần, thiên thần bảo hộ cho mình, đó là anh Việt Dũng. Anh như một người anh cả vậy đó. Mỗi lần mà có chuyện gì là lúc nào chị cũng hỏi ý kiến, hỏi cố vấn, advice của anh. Và anh có viết cho chị hai ca khúc. Ngoài cái ca khúc nhạc phim thì anh có viết cho chị bài Có Yêu Em Không. Có Yêu Em Không thì chị lấy làm tựa đề cái CD của chị luôn. Đó. Mà cái bài đó là cũng nói về một cái mối tình có thật. Vậy là anh Việt Dũng thương chị thật? Không, anh viết cho mối tình của chị với người khác. Em lại tưởng đâu anh Việt Dũng thương chị rồi mới viết cái bài này. Anh Dũng thương chị như em, em gái. Và anh cũng viết bài Yêu Người Muộn Màng. Cũng từ cái mối tình đó ra. Và có cái cũng là một người cảm đó hứng cho anh để anh viết. Và cũng là một người bạn từ đó của chị. Từ cái mối tình đó. Dễ thương quá. Thì cái lúc mà những cái bài hát này ra năm 96, 97 rồi, thấy chị gần như là im lặng luôn tới năm 2005, 2006 chị mới hợp tác với SBTN thì phải. Thì cái khoảng thời gian mà chị im hơi đó thì chị có cái biến cố gì với chị hay không? Thì chị lập gia đình rồi, chị có con. Cho nên là chị muốn ở nhà với con, với gia đình. Thành ra chị một thời gian chị không có sinh hoạt. Rồi sau đó thì cũng nhờ anh Dũng. Anh Dũng làm cho đài SBTN. Thì em mới giới thiệu chị vô. Để thì vô đọc tin tức làm anchor đó. Thì vô, mới vô thì cái đài đó thì lại là của Trúc Hồ và Thi Vân. Cho nên là chị vô mà chị không có cần phải interview. Em vô em xin việc, người ta phải interview. Mấy người nhìn mặt chị xong không thèm interview, cho làm luôn. Rồi sau đó là rồi Hồ mới đổi cho chị làm chương trình về nhạc. Làm chương trình Suối Nguồn Âm Nhạc với Thư Vi cho đến bây giờ. V-News nữa. Trước đó là V-News. Nhưng mà thì chương trình đó là chị làm một nửa đó, là về phim và nhạc của Mỹ, của ngoại quốc. Rồi sau đó là một nửa là giới thiệu nhạc Việt Nam. Rồi khi mà chị đổi thành Xuống Nguồn Âm Nhạc đó là chị làm nguyên chương trình về Việt Nam luôn, chứ không có làm một nửa mà về phim nữa. Em có coi những chương trình về Xuống Nguồn Âm Nhạc, rất là giá trị, nói về ca sĩ, nhạc sĩ của Việt Nam mình. Vậy em hỏi chị là giữa chị hát với giữa chị nói thì chị thích cái nào hơn? Cái này em hơi khó chị chút. Chị
thích hát hơn. À, yeah. Nhưng mà về sau này thì khi mà chị bắt đầu làm chương trình đó là làm cho đài đó thì là mình không có đi hát nữa, không đi hát nhiều như xưa nữa, tại vì tuổi tác cũng lớn rồi. Không có lớn đâu, chị chọn, là người phụ nữ không tuổi mà. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chị thích cả hai, tại vì nó phù hợp theo cái hoàn cảnh chung quanh. Yeah. Tại vì bây giờ kêu chị đi hát thì chị cũng không thích đi hát như xưa nữa. À, nếu bây giờ em gọi chị đi hát cho Jimmy Show được không? Được, thì ở nhà là chị không thích đi travel nữa. Đi nhiều quá nói rồi. Vậy thôi, nhưng mà lâu lâu thấy chị cũng có xuất hiện trong những show nhạc, chẳng hạn như New Wave chẳng hạn. Thì chắc chị khi mà chị hát lại với các Tweezy, Linda Trang Đài thì chị cũng tìm lại kỷ niệm nhiều lắm. Lâu lâu chị cũng có đi lại. Vậy thì trong những ngày tới thì chị có những cái dự án hoặc là có những cái dự định gì cho chị hay không? Về CD hay là về chương trình mới gì không? CD thì chắc không, tại vì chị không có sinh hoạt ca hát nhiều nữa. Còn chương trình trên TV thì chị vẫn giữ như vậy, nhưng mà cũng có thể suy nghĩ, tại vì TV hay là bất cứ trong một cái nghệ thuật nào mình phải có sáng kiến mới lạ. Cho nên chị sẽ cố gắng mà update hay là có những cái gì khác lạ thay đổi cho chương trình hay hơn. Vậy thì trong những cái cuốn CD bây giờ khán giả nếu mà muốn mua lại thì phải liên lạc như thế nào, mua ở đâu? Tại vì các tiệm băng bây giờ cũng đóng cửa dần. Đúng rồi, đúng rồi. Chị sẽ cố gắng để lên YouTube hay là để lên trên Internet cho ai muốn nghe. Nghe thì nghe. Mà hình như chị thấy trong cái website nào nhạc của tôi .com gì đó có mấy cái bài của chị. Nếu mà ai muốn mua băng gốc thì cứ liên hệ trực tiếp với chị ha. Như chị lúc nãy nói là bây giờ ngày nay thì có Facebook, có YouTube thì tất cả mọi người lên đó coi. Bên cạnh những cái sản phẩm mà vừa ra bị copy như vậy thì cái Facebook nó cũng giúp mình tìm lại cái kỷ niệm xưa. Em thấy có bức hình mà chị cùng với chị Ngọc Lan chụp chung với nhau. Cái đó là cái dịp nào thưa chị? À, cái hồi nãy em nhắc chị đó. Tại vì chị chụp chung với Ngọc Lan nhiều lắm. Thì nhưng mà có cái đó là đáng nhớ nhất, là tại vì thấy mặt người nào người nấy rất là buồn. Thì coi lại thì mới nhớ là tụi chị đi đám tang của nữ ca sĩ Ginny Mai. Chị không nhớ năm. Chị có những kỷ niệm nào với nữ ca sĩ Ginny Mai không? Có, chị ngày xưa lúc mà 2 năm mà chị ở San Jose đó là Ginny Mai cũng ở San Jose. Và thành ra chị chơi thân với Ginny Mai. Mà lúc đó là chị cũng mới đi hát thôi. Mà Ginny Mai là đã nổi tiếng rồi. Cho nên chị cũng Ginny Mai cũng chỉ cho chị nhiều thứ lắm. Chị những cái kinh nghiệm mà chị đã đi qua đó chị lại cho chị. Thân lắm. Cho nên khi mà chị mất thì chị cũng bị sốc. Lúc mà chị còn nhớ lúc mà nghe tin Ginny Mai mất là lúc đó chị cũng đang đi show, đang ở phi trường đi hát về từ phi trường, thì chị nghe xong mà về là chị bị bệnh một tuần luôn. Tại chị bị cảm một tuần, tại vì chị không ngờ. Bất ngờ bàng hoàng. Còn nữ ca sĩ Ngọc Lan thì có kỷ niệm nào với chị? Ngọc Lan thì rất nhiều. Tại vì đi chung với Ngọc Lan nhiều lắm. Mà ngày bình thường á, không phải là vì hát chung nữa, mà bình thường cũng chơi thân với Ngọc Lan á, thì tụi chị cứ đi shopping chung với nhau, đi shopping mua đồ để đi hát. Còn những chuyến lưu diễn thì có kỷ niệm nào mà khó quên được? Lưu diễn có một lần chị nhớ là đi Canada. Thì Ngọc Lan mới nói với chị là đi trước đi. Đi trước đi, đừng có đi chung Ngọc Lan. Tại vì lúc đó người ta đang set đồ, custom. Đi trước đi. Ngọc Lan xui lắm, thế nào Ngọc Lan cũng bị bắt lại set nhiều đồ. Còn tại vì mình mà có khi họ cho mình đi luôn, có khi họ kêu bộ set lum lâu lắm. Đó, xong rồi chị cũng ngạc nhiên đó. Rồi sau đó thì Ngọc Lan cũng có nói sơ sơ là Ngọc Lan bệnh đó, lúc đó là
yếu, lúc nào cũng yếu lắm, mà chị không biết là Ngọc Lam bị bệnh. Về sau này nhớ lại thì mới biết là Ngọc Lam bị bệnh. Sau này khi Ngọc Lam bệnh thì chị mới biết. Mà lúc mà chị Ngọc Lan mất thì chị cũng rất là shock khi mà Ngọc Lan, Ngọc Lan thì là không biết nói sao luôn. Quá nhiều kỷ niệm với chị. Phải nói là thời 80-90, tiếng hát Ngọc Lan, Thúy Vi, Kiều Nga, Như Mai là cả một khung trời kỷ niệm của khán giả thích khiêu vũ và cũng như những bài hát New Wave cái thời đó. Hôm nay em rất cảm ơn chị đã đến với chương trình của Jimmy Show, đã chia sẻ thật nhiều những kỷ niệm, có những kỷ niệm lần đầu được nghe chị kể. Xin cảm ơn chị và chúc chị lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Cảm ơn Jimmy, xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã bỏ thời giờ theo dõi chương trình của Jimmy và Thúy Vi. Xin cảm ơn chị. Và cùng với lời chào đó, xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.